Chúa ở cùng anh chị em. Bà ở cùng cha. Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông, dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh. Vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Marco chương 9 câu 30 đến câu 37 mà Hội Thánh cho chúng ta nghe vào ngày thứ ba của tuần thứ bảy mùa thường niên năm chẵn. Có thể nói chủ đề chính hôm nay, thưa anh chị em, đó là những cái cản trở làm cho chúng ta đích thực là người môn đệ của Đức Kitô, đi theo Đức Kitô, đó là cái tham sân si, cái tính tham sân si quyền lực thế gian. Chính cái điều đó nó làm băng hoại một cái cộng đồng gia đình, cộng đồng giáo xứ, cộng đồng hôn nhân, cộng đồng xã hội cũng như cộng đồng giáo hội. Chính điều đó nó là nguyên cớ của cái gọi là những cuộc chiến, những xung đột, những cái thủ đoạn mà người qua đó người ta chém giết nhau, chặt chém đời nhau. Cho nên chúng ta, đó là chủ đề chung của các bài đọc hôm nay. Và trong các bài đọc này cũng có giải pháp để mà thoát khỏi những cái tình trạng đó, thoát khỏi cái gọi là cái sự nô lệ cho những cái mà bài đọc 1 Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ gọi là những khoái lạc. Chúng ta trở thành những nạn nhân hay là nô lệ cho những khoái lạc của mình. Và một khi trở thành nạn nhân và nô lệ cho những khoái lạc của mình, thì chúng ta gây bao nhiêu cái xáo trộn và cản trở, cũng như làm băng hoại mối tương quan của chúng ta với Chúa và tha nhân. Bây giờ chúng ta nhìn vào bài tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe trước, thì chúng ta thấy rõ có hai phần và một phần kết luận là ba. Hai phần đầu tương ứng với nhau. Và chúng ta để ý này là cái câu nói rằng là câu đầu tiên, câu 30 đó, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Chúng ta thấy tác giả tả cho chúng ta là cái sự đồng hành giữa Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết. Hay chỗ đó. Và tác giả cho chúng ta thấy ở câu 31 là lý do tại sao Đức Giêsu không muốn cho biết. Chúng ta nghe. Vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Cái chuyện mà báo trước cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người là cái chuyện nội bộ. Chính vì vậy mà Chúa không muốn cho ai biết. Đi băng qua cái miền Galilê, cái miền dân ngoại, đa số là dân ngoại, dân nhập cư, ngoại giáo, đó. Rồi, cũng là cái xứ sở truyền giáo chính của Chúa nữa. Đó.
chúng ta thấy cái hoạt động chính của Chúa ở miền Bắc Galilee. Như vậy thì lý do tại sao người không muốn cho ai biết người đi băng qua cái miền đó? Vì người đang dạy các môn đệ, dạy nội dung dạy đó là báo trước huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Như thế chúng ta có cảm tưởng rằng là cái việc mà cái bí mật này, bí mật của về việc báo trước cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người chỉ dành cho các môn đệ. Qua đó chúng ta được hiểu được rằng là người bên ngoài không thể nào hiểu thấu được cái huyền nhiệm đó. Và bằng cớ là ngay cả người trong nội bộ sau khi nghe được cái thông báo nội dung về huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người, các ông ở câu 32 nói, nhưng các ông không hiểu lời đó và các ông sợ không dám hỏi lại người. Chúng ta thấy, các ông không hiểu tại sao Chúa lại nói về cái chuyện đó. Trong khi đó, các ông kỳ vọng ở một cái viễn tượng khác, một cái viễn ảnh khác, một cái tương lai mà sau này chúng ta sẽ thấy ở phần sau. Đó là chúng ta thấy. Như vậy thì cùng đường, các ông cùng đường đi với Chúa nha. Rồi, đã đi băng qua miền Galilee, tức ở miền Bắc. Sau khi băng qua rồi thì sao? Câu 33 nói, sau đó Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Ca-phác-nôm, băng qua rồi thì đến nơi, cái mục đích đến thành Ca-phác-nôm, tức là có thể nói là cái thủ phủ chính của những hoạt động truyền giáo của Đức Giê-xu, quanh biển hồ Galilee, một cái thành nằm bên biển hồ Galilee. Khi về tới nhà, Đức Giê-xu hỏi các ông, dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh. Chúng ta thấy ở trên kia là Đức Giê-xu không muốn cho ai biết. Ở dưới này các ông không muốn cho Chúa biết cái chuyện mà các ông tranh cãi nhau ở lúc đi đường. Thì và tác giả có giải thích là ở câu 34 nói là các ông làm thinh. Vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Đó, chúng ta thấy rõ ràng ở trên kia Chúa loan báo cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Như thế Chúa muốn mời gọi các môn đệ của người hãy đi vào chia sẻ cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh. Có nghĩa là huyền nhiệm của tình yêu cứu độ, thưa anh chị em. Bởi vì chỉ qua con đường khổ nạn và phục sinh mà con Thiên Chúa có thể cứu độ con người. Bằng tình yêu tự hiến của người trên thập tự giá và bằng quyền năng phục sinh của người bởi Chúa Thánh Linh đó mà người cứu độ con người, chuộc lại con người. Nhưng người muốn mời gọi các môn đệ đi vào con đường đó, nhưng các ông chẳng hiểu bởi vì các ông có một cái dự án khác rồi. Chính vì vậy mà các ông không hiểu và không dám hỏi. Và chính vì vậy, vì không hiểu không dám hỏi nữa thì các ông lại đi một lệch hướng khác, là cãi nhau xem thử đứa nào sẽ làm lớn trong vương quốc của người. Trên kia Chúa đâu có nói báo trước là Chúa sẽ thiết lập vương quốc của người đâu. Chúa báo trước Chúa sẽ bị nộp cho người đời, bị giết chết, ba ngày sau không bị giết thì người sẽ sống lại. Người đâu có nói người sẽ làm vua. Vậy mà đã tranh cãi nhau chức quyền ở trong vương quốc của Chúa rồi. Vương quốc trọng thế mà theo cái kỳ vọng của họ. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây, ở trên kia Chúa không muốn cho biết, ở dưới này là các ông không muốn cho biết. Chúng ta thấy về cấu trúc văn chương. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây là các môn đệ, Chúa Giê-xu và các môn đệ cùng đi đường với nhau, nhưng mà mộng tưởng khác nhau. Chính vậy mà tôi tạm gọi lệch đi cái câu ngạn ngữ Việt Nam mình đó là cùng giường mà dị mộng đó, đồng giường mà dị mộng. Thì ở đây tôi tạm gọi là đồng đường hay là cùng đường nhưng dị mộng. Họ đi với Chúa, thưa anh chị em. Họ đi truyền giáo với Chúa, họ đi đồng hành với Chúa. Nhưng mà mộng họ khác. Họ đặt cái mộng tưởng của họ, cái kỳ vọng của họ ở một nơi khác, nơi mà không phải Chúa muốn. Nơi không phải Chúa mời gọi họ phải tham gia để cùng Chúa cứu độ con người. Chúng ta thấy, nhưng chúng ta thấy rõ ràng sau đây lòng phần thứ ba, phần cuối cùng là phần giáo huấn của Chúa, để chúng ta thấy Chúa kiên nhẫn, Chúa kiên nhẫn với trước cái tính tham sân si
quyền bính của các ông. Thì chúng ta nghe nè. Rồi Đức Giê-xu ngồi xuống gọi nhóm 12 lại và nói, người gọi, người gom họ lại, thưa anh chị em. Đôi khi cái chính cái việc cãi nhau xem ai là người lớn làm cho họ phân tán đi. Chính vì vậy mà tác giả ở đây rất là tinh tế, nói rằng là Chúa Giê-xu ngồi xuống, tức là tư thế của một thầy dạy rabbi có uy quyền. Nha. Một thầy dạy rabbi có uy quyền được biểu tỏ qua cái việc ngồi xuống. Đó. Chẳng dài. Rồi thứ hai là gọi lại, tức là quy tụ lại. Cái việc cãi nhau kia có thể là làm cho họ bị phân tán ngay từ trong cõi lòng. Đó. Và nhất là ai cũng muốn làm lớn, cãi nhau xem ai là người lớn. Đó. Chính vậy mà liền sau đó Chúa dùng cái từ nó phản nghĩa lại cái lớn, đó là cái bé. Chúng ta sẽ nghe tiếp này. Giáo huấn của Chúa nói như thế nào khi các ông được Chúa gọi lại, quy tụ lại, bởi vì cái tham vọng quyền bính làm lớn kia, làm đàn anh kia đã phân tán, ít ra phân tán họ từ trong cõi lòng. Chúa nói ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. À, Chúa định nghĩa thế nào? Đứa nào muốn làm lớn, đây nè, tao định nghĩa cho cái thế nào là làm lớn, là đứng đầu nè. Hai đặc điểm, hai phẩm cách của người muốn làm đầu, muốn làm đại ca, theo giáo huấn của Chúa, đó là gì? Làm người rốt hết. Nghĩa là luôn cảm thấy mình bé nhỏ, luôn cảm thấy mình thấp hơn người khác, luôn cảm thấy mình không có cao trọng, không có giỏi giang hơn người khác, làm rốt hết. Đó, chưa đủ. Phẩm cách thứ hai đó là làm người phục vụ mọi người, phải phục vụ nữa. Chứ đừng bao giờ, nếu như mà một cái người mà đứng đầu thật sự đó, hay là một người muốn đầy đức thực á, khiêm tốn cảm thấy mình rốt hết rồi, nhưng mà khiêm tốn tiêu cực, tức là thấy mình không có tài năng, không có sức lực hay không có đủ thông minh không, thì mình là ù lì rồi, mình không có phục vụ. Như vậy trong trường hợp đó là một khiêm tốn tiêu cực rồi, chứ không phải khiêm tốn tích cực nữa, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà hai cái đặc điểm này, hai cái phẩm cách này đi đôi với nhau, đó là gì? Là rốt hết và phục vụ mọi người. Thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ, nghĩa là phải khiêm tốn phục vụ. Ấy đó là hai phẩm cách của người muốn làm đầu, làm đại ca. Rồi chúng ta để mà minh họa cho cái triết lý đó, hai cái phẩm cách đó, hay là để có thể mà thực hiện được hai cái phẩm cách đó, sống được hai phẩm cách đó trong đời sống người môn đệ, hay là trong đời sống của một người đứng đầu làm trách nhiệm của một cộng đồng gia đình, cộng đồng xã hội, cộng đồng giáo xứ, cộng đồng giáo hội, cộng đồng tu trì, thưa anh chị em, thì Chúa mới minh họa bằng một cái cử chỉ như thế này. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông. Một em nhỏ mà được đặt vào giữa các ông. Thưa anh chị em, để ý nè, Chúa đặt vào giữa. Rồi gì nữa? Rồi ôm lấy nó và nói. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đón đã sai thầy. Như vậy ở đây chúng ta thấy có 5 lần động từ tiếp đón. Tiếp đón. Như vậy thì thưa anh chị em, để sống được cái tinh thần rốt hết trên kia, khiêm tốn trên kia, lúc nào cũng thấy mình bé nhỏ và thấp hơn người khác, rồi có tinh thần phục vụ trên kia, thì phải gì? Phải đặt cái triết lý này nè, cái triết lý của tiếp nhận cái tinh thần bé nhỏ, mà 5 lần ở trong này nhấn mạnh tiếp đón đó. Tức là cái triết lý đó đặt vào giữa trong cái nhóm người của mình. Bởi vì ở đây Chúa đưa một em nhỏ đặt vào giữa và ôm lấy nó, đặt vào giữa tức là chọn làm trung tâm điểm. Rồi gì nữa? Và ôm lấy nó tức là tiếp nhận. Tiếp nhận y như là một cái triết lý mà tôi đi theo cái triết lý đó vậy. Tôi đi theo cái linh đạo đó. Linh đạo này là linh đạo tiếp nhận một bé nhỏ. Tức là tiếp nhận cái tinh thần bé nhỏ, phải có tinh thần bé nhỏ, thưa anh chị em. Không có cái tinh thần bé nhỏ như trẻ con, tinh thần đơn sơ, tinh thần
phó thác như trẻ con, bởi vì trẻ con nó phó thác hoàn toàn vào người lớn à, và nó đơn sơ nó trong cái cuộc sống của nó. Như vậy thì rõ ràng thưa anh chị em, Chúa mời gọi những kẻ muốn làm đầu đó, hãy cãi nhau, hãy giành nhau về cái gì? Về cái phẩm cách rốt hết, khiêm tốn và phục vụ. Nó tắt là như vậy. Đó. Mà để thực hiện được cái tinh thần khiêm tốn và phục vụ thì phải đặt vào giữa cộng đồng của mình, giữa lòng của mình, giữa xã hội, giáo hội của mình, giữa gia đình của mình, giữa nhóm cầu nguyện của mình, giữa cộng đồng tu của mình, hãy đặt vào giữa và ôm lấy nó. Ôm lấy cái gì? Ôm lấy cái linh đạo bé nhỏ. Nói tới điều này, ôm lấy tức là đón nhận, tiếp đón đó, thưa anh chị em, là đi theo đó, cái triết lý, cái linh đạo của con đường thơ ấu thiêng liêng như Thánh Nữ Teresa hay Đồng Giê-xu chẳng hạn, đã phát hòa cho chúng ta trong cái linh đạo sống của người. Đó, cho nên chúng ta thấy, thưa anh chị em, như vậy thì chỉ như vậy chúng ta mới cùng đường và cùng mộng với Chúa, thưa anh chị em. Bởi vì với tư cách là con Thiên Chúa, người khiêm hạ, hạ mình xuống, rốt hết. Trong thư gửi tín hữu Philippe, có nói, rốt hết, trở nên người phàm, rồi chịu chết trên cái thập tự giá, để hiến thân phục vụ muôn người. Như vậy chúng ta thấy khiêm hạ và phục vụ ấy là hai phẩm cách của một kẻ đứng đầu. Đó. Mà thường người ta không dành nhau để mà vuông trồng hai phẩm cách đó. Người ta chỉ dành nhau có chức, có quyền làm lớn. Đó. Khi mà được bổ nhiệm làm ông câu, ông trùm, làm ông cha xứ, làm ông giám mục, ông hồng y, làm bà bề trên, người ta bắt đầu kênh kiệu, người ta bắt đầu có vẻ sai khiến người khác, bắt người khác phục vụ mình. Như vậy, rõ ràng đó là cái kiểu mà đại ca rồi, đại ca trong giới côn đồ rồi, chứ không còn là đại ca trong cộng đồng của các môn đệ đích thực của Đức Kitô nữa, thưa anh chị em. Và bài đáp ca cho chúng ta thấy được cái tình cảnh đó, cái những cái thói đó, cái thói mà trịch thượng kiêu căng, thích quyền bính đó, nó đang giày xéo, nó đang làm mệt mỏi bao nhiêu cộng đồng gia đình, cộng đồng tu, cộng đồng xã hội, cộng đồng giáo hội, thưa anh chị em. Chính vậy mà bài đáp ca cho chúng ta một hướng đi tích cực để hóa giải điều đó. Đó, chúng ta nghe cái tâm sự của tác giả bài đọc ca trích từ Thánh Vịnh 54. Nói như thế này, từ câu 7 đến câu 11 rồi qua câu 23. Con tự nhủ phải chi được đôi cánh bồ câu để bay bổng tìm nơi an nghỉ. Tôi sẽ lánh đi mãi toàn chúng xa vời vào ở trong sa mạc, thưa anh chị em. Có nghĩa là cộng đồng xã hội, cộng đồng gia đình, cộng đồng giáo xứ, cộng đồng giáo hội đầy dậy những tranh chấp quyền lực, bạo hành và tranh tụng nhau, thưa anh chị em. Tranh tụng nhau, chức quyền. Đó, chính vì vậy mà tác giả cảm thấy mệt mỏi và muốn đi tìm nơi an nghỉ. Tìm ở đâu? Ở trong sa mạc. Nơi thinh lặng. Rồi, đó là nơi an nghỉ thứ hai này, phần ngọn. Cái đoạn trích thứ hai này, tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú. Nghĩa là nơi tác giả sống đang ở trong tình trạng nguy hiểm, thưa anh chị em. Thưa anh chị em, nơi nào người ta tranh cãi nhau cái quyền lực như các môn đệ của Đức Giê-xu tranh cãi nhau quyền lực chỗ đứng đó, thì rõ ràng là người ta đặt mình và đặt cộng đồng của mình vào trong tình trạng nguy hiểm. Nghĩa là trở thành mồi cho ma quỷ, nó triệt hạ, nó phá đổ một cái cộng đồng. Chính vì vậy mà chúng ta thấy ở trong cái đáp ca này có hai cái từ rất là hay: nơi an nghỉ và nơi ẩn trú. Nơi an nghỉ bởi vì mệt mỏi quá rồi, bao nhiêu cái tranh chấp quyền lực đó làm tôi mệt mỏi quá rồi. Còn nơi ẩn trú là bởi vì tôi thấy rằng cộng đồng tôi, cộng đồng giáo xứ, cộng đồng giáo hội của tôi, cộng đồng xã hội của tôi đang trong tình trạng nguy hiểm, cũng vì quyền lực và đồng tiền, tranh chấp quyền lực và đồng tiền với nhau.
danh lợi của nhau, mà người ta đã đặt mạng sống của mình và mạng sống người khác trong tình trạng nguy hiểm, chiến tranh loạn lạc. Bài đọc 1 sẽ nói rõ cho chúng ta điều đó, thưa anh chị em. Như vậy thì tác giả nói, mời gọi này, để tìm được an nghỉ và nơi ẩn trú, thì ở cái đoạn 3 này, câu 23 của Thánh Vịnh này, hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, người sẽ đỡ đòn cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ. Có nghĩa là gì? Đừng lo tranh cãi nhau, giành giật chức quyền, thưa anh chị em. Điều đó chỉ làm cho chúng ta mệt mỏi và ở trong một tình trạng nguy hiểm mà thôi. Cho nên, như vậy thì hãy trút cái gánh lo đó, đi tìm canh tranh cãi quyền lực đó vào tay Chúa. Chúa quyết định cho ai thì người ấy hưởng. Chúng ta thấy cái logic của các bản văn hôm nay nó rọi sáng cho chúng ta được nhiều vấn đề. Và chúng ta kết thúc bằng bài đọc 1 thì thấy rõ hơn, thưa anh chị em. Rõ hơn cái việc mà chúng ta chỉ ngày này tháng kia dùng thủ đoạn này và kế nọ để rồi chỉ đi tìm kiếm chức quyền mà thôi, danh lợi mà thôi, thưa anh chị em. Đó, chúng ta nghe bài đọc 1 trích từ sách Gia-cô-bê chương 4 câu 1 đến câu 10. Anh em thân mến, bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có nên anh em chém giết, anh em ganh ghét cũng chẳng được gì nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý để lãng phí trong việc hưởng lạc. Hỡi những kẻ ngoại tình, các người không biết rằng yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa. Hay các người nghĩ rằng lời Kinh Thánh sau đây là vô nghĩa? Thần khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta ước muốn đến phát điên, phát ghen lên. Nhưng ân sủng người ban còn mạnh hơn. Vì thế có lời Kinh Thánh nói, Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch. Hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can. Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, hãy khóc lóc than vang. Chớ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc, niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và người sẽ cất nhắc anh em lên. Thưa anh chị em, cái câu cuối cùng của đoạn trích, câu 10, nó nối với lại bài tin mừng. Còn những cái phần trên cho chúng ta thấy được tác giả xác định rõ cho chúng ta thấy rằng là gì, thưa anh chị em? Đó, cái mà tranh giành nhau, chức quyền nhau đó nó đến từ cái gì? Những khoái lạc, nó đang âm ỉ, nó đang nung nấu, nó đang dày vò trong chính con người anh em. Đó, tác giả nói này, Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ nói này, chiến tranh ở đâu mà có, xung đột giữa anh em do chính những khoái lạc nó đang gặm nhấm trong anh em đó, nó đang sôi sục trong anh em đó. Và tác giả cho chúng ta thấy khoái lạc đó là gì. Chúng ta nghe tiếp này, anh em ham muốn mà không có nên anh em chém giết, anh em ghen cũng chẳng được gì nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Chúng ta thấy cái câu này mang tính thời sự, ham muốn và ghen ghét nó đi đôi với nhau, chính vì vậy mà người đẩy gần nhau, thưa anh chị. Chúng ta chém giết xung đột, chém giết bằng miệng lưỡi, bằng việc nói xấu, bởi vì sao? Chúng ta muốn đẹp hơn, đẹp như cái người chị em kia, người anh em kia mà chúng ta không có, cho nên chúng ta đâm ra lòng ghen ghét. Mà một khi mà đâm ra lòng ghen ghét thì chúng ta tìm cách chém giết nhau, xung đột nhau, gây chiến nhau. Chúng ta thấy người anh em kia có tài mà mình không có, mình đâm ra lòng ghen ghét, thế là mình bắt đầu tổ chức cuộc chiến. Đó, chúng ta thấy rồi, đó là những khoái lạc đó. Khoái lạc đó là gì? Đó là ham muốn và ghen ghét. Rồi chúng ta nghe tiếp này, anh em không có là vì anh em không xin, anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý để lãng phí trong việc hưởng lạc.
xin để hưởng lạc mà thôi. Thưa anh chị em, đó là nghĩa là mục đích không có đúng, mục đích không có hợp với ý Chúa. Chính vì vậy mà Chúa không cho, chính vì vậy mà Thánh Tông Đồ nói anh em không có là vì anh em không xin, anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý. Đúng vậy, nếu như Chúa cho chúng ta mà có tài năng và sắc đẹp cùng một lúc, thưa anh chị em, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạp đầu đạp cổ thiên hạ, chúng ta sẽ coi trời bằng vung. Chính vậy mà chúng ta có nhiều người họ rất có tài nhưng họ không có sắc, có người có rất có sắc nhưng không có tài. Chúng ta thấy Chúa rất công bằng để cho chúng ta biết khiêm tốn, khiêm tốn để tránh chúng ta biến chúng ta trở thành những kẻ độc tài kiêu căng, trở thành những vị lạy lãnh Chúa. Đó, cho nên Chúa ban cho điều gì hãy hài lòng với điều đó. Chứ đừng để mình nung nấu bởi những khoái lạc, có nghĩa là gì? Những ham muốn và ghen ghét. Mình muốn những gì nơi người khác mà mình không có. Đó. Bởi vì phải biết rằng là trời đã thấy trước, trời đã thấy trước khi tạo dựng chúng ta, trời cho mỗi người một phần. Tôi có tài, anh có sắc, để làm gì? Chúng ta bổ túc cho nhau, để sống kiếp nhân sinh này một cách hài hòa, để chứng tỏ rằng chúng mình vẫn còn nhau trong kiếp nhân sinh này. Mà một khi còn nhau, mình chấp nhận ở lại với nhau, ở lại trong đời nhau, ở lại trong nhóm của nhau, ở lại trong nghĩa tình của nhau. Bởi vì nếu như chúng ta toàn năng hết, toàn sắc hết, thì thưa anh chị em, chúng ta không còn ai cả, thì chúng ta biến mình trở thành một hoàng đảo, một ốc đảo, đó, ích kỷ và kiêu căng. Đó. Rồi, thưa anh chị em, cái khái niệm khoái lạc kia, tác giả dẫn đến xa hơn nữa, tức là trong tương quan với Thiên Chúa. Ở trên kia là trong tương quan với anh em, là anh em muốn, ham muốn mà không có, nên anh em chém giết, anh em ganh ghét, cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Đó là tương quan với thanh nhân. Bây giờ chúng ta xem tương quan với Thiên Chúa này. Hỡi những kẻ ngoại tình, các người không biết rằng yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Ông dùng cái khái niệm ngoại tình theo cái nghĩa thánh kinh của các ngôn sứ. Khi Israel mà bắt đầu đi thờ ngẫu tượng và các thần minh khác đó, thì là bị các ngôn sứ chửi cho là đồ quân ngoại tình. Bởi vì tương quan giữa Thiên Chúa với Israel được ví như tương quan của một vị hôn phu và một vị hôn thê. Tương quan vợ chồng vậy, thưa anh chị em. Cho nên mỗi lòng Israel bắt đầu đi thờ cúng, chuột bùa, chuột ngải nơi thần ra ngoài, thì bị các ngôn sứ chửi cho đó là kẻ ngoại tình. Bởi vì không còn yêu Chúa của mình nữa, mà là yêu thế gian. Như vậy, chúng ta yêu thế gian, tức là chúng ta chạy theo những cái gì? Những khoái lạc của thế gian. Đó là điểm thứ nhất, điểm ngoại tình trong tương quan với Chúa. Điểm thứ hai, chúng ta nghe tiếp này. Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù nghịch của Thiên Chúa. Hay các người nghĩ rằng lời kinh thánh sau đây là vô nghĩa? Thần khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta ước muốn đến phát ghen lên. Thần khí chính là Thiên Chúa, là thần khí của Thiên Chúa chính là Thiên Chúa tình yêu. Chúa Thánh Thần là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, giữa lòng ba ngôi Thiên Chúa, thưa anh chị em. Mà một khi chúng ta yêu thế gian, đương nhiên thần khí chính là tình yêu giữa cha và con sẽ ghen, bởi vì không còn được chúng ta yêu nữa. Đó, chúng ta thấy chính vậy mà tác giả dùng cái từ ghen ở đây là vậy. Nhưng ân sủng người ban còn mạnh hơn, vì thế có lời kinh thánh nói Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Ở đây tác giả mở ra lối thoát cho chúng ta thoát khỏi chiến tranh, xung đột, chém giết nhau, thân chèm, thoát khỏi cái tình trạng ngoại tình thuộc linh trong tương quan của chúng ta với Chúa. Đó, nghĩa là yêu Chúa chứ đừng yêu thế gian. Thì tác giả bắt đầu chuyển qua cái chủ đề kẻ kiêu ngạo và kẻ khiêm nhường. Đó, thì ở đây sau khi nói về cái nhân đức khiêm nhường, thì kẻ khiêm nhường là kẻ như thế nào? Đó, chúng ta nghe. Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. Khiêm nhường là kẻ phục tùng Thiên Chúa. Thứ hai, hãy đến gần Thiên Chúa, người sẽ đến gần anh em.
khiêm nhường là như vậy. Rồi gì nữa, kẻ khiêm nhường là như thế nào nữa nè? Hỡi tội nhân hãy rửa tay cho sạch, hỡi kẻ hai lòng hãy tẩy luyện tâm can, rửa tay cho sạch và tẩy luyện tâm can, tức là tim, gan đó thưa anh chị em. Như vậy thì rõ ràng là đồng nghĩa với nhau, có nghĩa là gì? Hãy sám hối. Chính vì vậy mà liền sau đó tác giả nói về chủ đề sám hối này. Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, hãy khóc lóc than vang, chớ vì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc, niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn. Có nghĩa là gì? Hãy có tâm tình thắm sám hối thật sự. Thưa anh chị em, như vậy tóm lại, kẻ khiêm nhường thật sự, kẻ không bị để mình dày vò bởi những khoái lạc trần đời, đó là kẻ gì? Kẻ phục tùng Thiên Chúa và luôn đến gần Thiên Chúa. Và tác giả xác định rằng một khi chúng ta đến gần, phục tùng luật của Chúa, giới răn của Chúa và đến gần với Chúa, thì là chắc chắn rằng là ma quỷ nó sẽ chạy xa chúng ta. Đó là điểm thứ nhất của kẻ khiêm nhường. Điểm thứ hai của kẻ khiêm nhường là luôn luôn quan tâm đến việc tẩy rửa tâm can của mình, tức là xưng tội, thưa anh chị em, với một tâm tình sám hối thật sự, được biểu tỏ qua cái thái độ khóc lóc than vang theo cái ngôn ngữ của Thánh Kinh này. Và cuối cùng trích kết thúc bằng: anh em hãy hạ mình trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên. Như vậy thì thưa anh chị em, để trở thành đại ca như các môn đệ tranh cãi nhau trong bài tin mừng thì phải có lòng khiêm tốn mà Chúa đã nói rồi, và phải rốt hết là như vậy, phải có lòng khiêm tốn thật sự thì chúng ta mới có thể trở thành môn đệ đức thực của Đức Giêsu, chúng ta mới có thể phục vụ một cách hiệu quả, chúng ta có thể được nghỉ ngơi, bình an, thanh tịnh được từ trong cõi lòng, từ trong tâm can của chúng ta, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà tại sao chúng ta không có bình an, không có hòa bình, tại sao chúng ta gây chia rẽ xung đột với nhau? Bởi vì chúng ta ham muốn khoái lạc, ham muốn khoái cái lạc theo cái nghĩa muốn những gì mà nơi người khác mà mình không có, mà một khi không có thì mình đâm ra ganh ghét, như Thánh Tông Đồ phân tích một cách cụ thể. Chính cái ham muốn đó nó đến từ cái gì? Nó đến từ thứ nhất là không còn yêu Chúa nữa mà yêu thế gian nhiều hơn, cho nên ham muốn theo kiểu thế gian. Thứ hai là đến từ việc kiêu ngạo, đến từ cái lòng kiêu ngạo. Và tác giả Thánh Tông Đồ đề nghị một giải pháp hóa giải để mà có được bình an và có được hòa bình trong kiếp nhân sinh của chúng ta, đó là sự khiêm tốn và phục vụ. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên. Chỉ có Chúa mới là người cất nhắc chúng ta. Chúng ta đừng tìm cách cất nhắc nhau. Đó. Bởi vì tìm cách cất nhắc nhau có nghĩa là số muộn gì chúng ta cũng sẽ phá đổ nhau. Chúng ta cũng sẽ gây ra ghen tương, xung đột, chém giết nhau. Amen.